くよ。Có máy cưa tốt. Tự. Thôi ông ơi, xuống rồi. Mày buộc, ông phải lấy cái dây bị buộc vào cây ấy. Vua khỉ nông thôn này. Vua khỉ vùng nông thôn này chặt một buổi chiều bao nhiêu cây, sợ quá. Cậu quay đây này, cái cây mít thế này mà ông leo chót vót ngọn này này. Đâu? Cây mít cổ thụ bao nhiêu năm rồi, ông mùa mít không quả nào xuống dưới gốc. À. Cứ thế mà từ trèo trèo lên tận gốc trên đỉnh cây ông ấy. Trên đỉnh cây đấy. Tuỳnh này đây, đỉnh cây mít này trên này đỉnh cây mít này mà tương từng quả một xuống là có một cái dây buộc vào cái quả mít. Thế là cứ rơi ấy nó xuống. Tỉnh quá. Hàng trăm quả hãng chơi vậy hết. Sợ chứ quá. Đừng hòng mà chặt như mình này đâu. Ừ. Sợ mà, cứ bán cho cái thằng nó thích mua lắm rồi mà nó có dám trèo đâu. Hả? Bán rẻ lắm trèo mà. Ôi giời. Thế mà cụ chơi quàng hết kìa. Này... Ôi lúc nãy chặt cái cành kia mà không ra mà xem. Ngay lẽ là ông phải đeo dây bảo hiểm vào. Ừ, đeo vào người á. Nhưng mà là... Nhưng mà tôi xuống đây chết. Rơi nguy hiểm đấy. Này, lá thế. Lá sỏi nguy hiểm lắm. Đây này, cho nguy hiểm. Thì kìa lắm hôm tao không dám nhìn cơ mà. Ừ. Tận ngọn ấy, biết chứ. À. Không còn nào đâu. Kinh vậy à? Sợ lắm, tao bảo tao chụp để tao gửi cho chúng mày xem sợ. À. Thấy sợ chúng mày sợ. Sợ lắm. Rơi xuống nát sọ luôn, vớ vẩn đâu. Còn... Nhưng mà cái trèo này nếu mà có kỹ thuật thì là nó cũng không ấy đúng không? Đi ra đi xem cây này cũng vậy. Kỹ thuật thì nó đỡ đau cái nào nữa. Đó. Đây. À, đến tận trên này. Ui giời. Năm nào ông chặt à? Ui giời, đây là đây cây này cụ đây à? Ôi giời, sợ quá. Ừ. Ôi giời. Đâu? Đâu? À, đây treo tự cắt hết đấy, tự cụ tự. Ông tự chặt hết đấy, tất cả đều tự tỉa hết. Ừ, xoài kia. Đấy. Mà dây dạo là ông không đeo được gì hết. Không đeo thì tạm. Nắm vô tìm được thoát hết. Ôi sợ lắm. Đây ra bảo ông về thôi, ông biết chặt nhiều quá. Ông về thôi. Chặt này có phải yêu cầu kỹ thuật gì không? Nhìn kinh quá. Hả? À. Bây giờ nhìn ông đĩa trèo sợ quá. Chặt này có phải kỹ thuật gì không? Lợi kiểu gì không? Nhìn lên cao hãi. À đây. Cây là người ta phải trèo cả bằng chân bằng tay. À. Đấy. Bằng chân bằng tay là như nào? Bước chân đây tay người ta đã vịn vào kia rồi. À. Đấy, nếu mà anh trèo chân không ăn thua. À. Kết hợp cả tay cả chân thì trèo nó vững chãi. Thì... À. Đấy, ông vừa ấy. Quan trọng là không được sợ. Nếu mà sợ là nó sẽ nguy hiểm. Không được sợ. Nếu không trèo được thì thôi, sẽ trèo là không sợ. Yeah. Nó lên là sợ ăn thôi. À.
Đây à, đây là cái dây nó buộc làm gì đây? Đấy, buộc để ra ống cây xuống nó khỏi đổ vào những cái dưới này nó vỡ. À. Đấy, những đường ống các thứ nó vỡ. À. Ồ, vừa xem đằng sau, tất cả mấy cái đằng sau là ông chặt hết đấy à? Tỉa hết rồi. Đây là chiều này ông chặt bao nhiêu cây nãy là không để ý, không biết ông chặt xong quay một đoạn nữa thì bao nhiêu đoạn là chặt từ bằng này từ trên tận trên chưa xuống đây cả. Đấy. Ôi rất là kinh luôn. Thế ông đeo cái đằng sau kìa. À cái này để à để dao để gài lưng đi à. À, cái là tự chế đấy. Hay đấy. Tự chế đấy. À đấy. Nhưng mà sau đúng là phải có một cái dây buộc vào. Sau ông dùng cái dây bảo hiểm buộc vào thì nó ấy. Không. Nó vướng à? Buộc vào cây ấy. Mình không cần bảo hiểm. À, có tự tin đấy. Ông có tự tin không cần. Tự tin. Trèo lên mà còn lấy quả cây đấy khó. Ủa, cây lấy quả. À, cây mít kia gì? Mít đấy, trèo lấy quả từ chút. À, ui rồi. Ôi, sợ quá. Cái mít kia cao vót kìa, mà cái cành kia không trèo không khéo vào cái cành mà yếu yếu là gãy luôn là. Thì mới biết cái cành nào có thể đèo được và cành nào nó rác là. À. Nếu cái cành nào cảm ra nhận là nó sẽ nếm ra là nó rác là không ra được. À. Còn được. Cái cành nào mình biết là bé đến bé mà nó không gãy nó rác, quan trọng nó không rác. À. Đây vườn rau này của ông hết đây. À. Vườn rau của ông này. Vườn rau hết rồi là dùng phân hữu cơ hết đấy. Đấy, ông bà ở đây coi như là ăn rau đấy, các thứ là sạch miễn phí. Sạch, đấy. Có thuốc sâu. Không khí trong lành đúng không? Ừ. Đấy, cảnh nông thôn này hay đấy. Thế mấy cái cây kia cây gì không? Cây xoài này. À, xoài. Còn cái hàng rào cây để trị máu mỡ này. À, cây trị máu mỡ à? Thuốc à? Cái thuốc không? Thuốc. À. Còn đây là cái gì mà ông đeo cái gì cái ổi đấy, bọc. Cái ổi. Ông bọc cái gì đây? Bọc để cho nó khỏi côn trùng. À, khỏi. Dây bóng không? À, bọc dây bóng. Đây, thăm cái vườn của ông tí xem nào. Đó. Đấy, cái cây này là gãy mắc mặt cành là tiếc quá. Đây là cái gì đâu? Gãy mắc mặt cành, cái này gọi là cây mắc mật, người ta dùng để quay thịt ra. À, đây cây mắc mật đây à? Mắc mật. À, thì ra đây cây mắc mật đây. À, có thấy ở dưới miền xuôi dưới Hà Nội người ta hay có cái món thịt vịt với lại dùng cái lá mắc mật. Quay thịt lợn quay mắc mật. Cái này lá này sử dụng như nào? Đó, lấy những cái nước nào mà chế biến thì mình lấy cái vặt những cái lá nó còn bánh tẻ đó thế này. À. Để đập ra ướp vào với thịt. À, đập ra tươi, lá tươi này đập ra. Còn nếu mà ngan vịt quay cả con thì cũng nhồi vào trong bụng. Cái này thích nhất là quay thịt lợn cả con nhé. Đúng rồi, con ở dưới Hà Nội coi như là hay ăn cái món con nói lá mắc mật, mình không để ý nó là như nào, giờ biết. Thì ra nó cây nó cũng là cây gỗ nhài luôn. Chứ không phải cây rau. À, không phải cây rau này. Hay đấy. Đấy, cuộc sống ở đây rất là hay đấy các bạn. Đấy, dưới nông thôn này là cái gì cũng có luôn này. Đấy, gà qué là tự nuôi để ăn này các bạn này. Đấy. Đây này. À. Wow, gà nuôi này tự ăn là chính đây các bạn nhá. Đấy, gà nó toàn đỗ nuôi thả này thôi. À, nuôi thả đấy. Cho ăn nó khác đi kiếm ăn thôi. À. Mình cho ăn ít thóc, ít ngô. À. Còn này nó tự đi kiếm. À đấy, ăn gà này gà đồi đấy. Đấy. Thịt nó vẫn khác, an toàn đấy gà. Thịt này và trứng này là ăn là yên tâm này, đấy. Trứng gà này. Đấy, các bác thấy không? Siêu sạch rồi. Gà sạch này, rồi là thức ăn rau sạch này. Đấy. Rất tuyệt vời các bạn. Đấy, miền nông thôn này rất là tuyệt vời. Đấy, đây là Chiêm Hóa, Tuyên Quang các bạn. Đấy, cuộc sống rất là tuyệt vời các bạn. Đấy, núi đồi chập trùng rất tuyệt vời. Đấy, thiên nhiên thì hữu tình. Đấy. Rồi nhá, xin chào các bạn nhá. Các bạn trong video tiếp theo hôm nay là vô tình là để ý là thấy ông trèo lên ông chặt cây kia, nãy ông chặt rất nhiều nên mình không quay được. Có lẽ là lần sau nào hè về này ông trèo cây mít kia. À. Hè về thì là sẽ là chứng kiến các cảnh mà ông trèo lên cây mít tận ngọn kia, ông quay ông chặt xuống này rất là nhìn là sợ, cũng là bình thường sợ không dám nhìn luôn. Đấy. Năm nay 70 tuổi rồi. Mà. Ông trèo tốt lắm. À, ông 70 tuổi trèo rất tốt các bạn. Đấy. À đây cái nhà này ông làm lâu chưa đây? Làm 989. Ai già, nhà này từ ngày xưa là gọi là nhà này là năm 89-90. Ở đây 90 đây các bạn. Đấy. Nhà này ngày xưa là gọi là rất là sang trọng ở đây rồi đấy. Bây giờ
Đấy, quét vui ve này, đấy. Cũng rất là hay các bạn. Đấy. Rồi, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo nhá.